với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô Thảo. Chào Tuấn Quỳnh. Cô ơi, em đang có một thắc mắc nho nhỏ, không biết là liệu mỗi ngày phải có một món ngon thì đó có phải là thách thức lớn đối với cô không? Cũng không phải là thách thức gì lớn đâu. Tại vì quý vị khán giả biết đó là món ăn ba miền của Việt Nam thì rất là phong phú. Chỉ cần với lại những cái món truyền thống như vậy, chúng ta chế biến, sáng tạo một chút xíu là sẽ có ngay những món ăn mới lạ mà ngon. Không biết là cô Thảo có ví dụ nào cụ thể hơn không? Ngày hôm nay cô đã chuẩn bị ngay cho quý vị khán giả một món canh. Và đây chính là một cái minh chứng cụ thể để mà Tuyết Vinh có thể khẳng định là món ăn Việt Nam rất là phong phú. Nghe hấp dẫn quá đúng không cô? Và em biết chắc đây sẽ là một món canh rất ngon nè, lạ miệng và chế biến trong tích tắc nữa. Chắc chắn rồi, như vậy chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện ngay món canh ngày hôm nay. Đó là món canh nếp non củ năng. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 300 g nếp non bào mỏng, 150 g tôm sú bóc vỏ, 100 g củ năng, khoảng 10 lá lốt non, cộng hành trắng, ớt sừng sắc mỏng và khoảng 1 lít nước dùng. Và tất nhiên là chúng ta cũng cần một ít gia vị nữa đúng không cô? Đúng rồi, quý vị khán giả sẽ chuẩn bị những loại gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon được hầm từ xương sườn và xương ống để giúp cho món canh của chúng ta ngọt thanh hơn. Mít non này chúng ta mua về chúng ta bào mỏng, và nhớ lưu ý là nếu mà chúng ta sử dụng nguyên trái thì chúng ta phải gọt bỏ cái phần vỏ phía bên ngoài đi và chọn cái trái mít non vừa phải, không quá già mà cũng không quá non. Sau đó thì chúng ta đặt một cái nồi lên bếp, chúng ta sẽ mở nắp nồi ra và chúng ta cho vào đây khoảng một muỗng cà phê muối. Sau đó quý vị khán giả sẽ cho cái phần mít non này vào, chúng ta trần sơ phần mít non này, và sau đó chúng ta chuẩn bị ngay một cái tô nước đá như thế này. Và chúng ta sẽ vớt cái phần mít non này ra, chúng ta ngâm ngay cái phần mít non vào trong nước đá. Mục đích để phần mít non này mất độ chát nhưng mà vẫn giữ được cái độ giòn của mít non khi mà chúng ta nấu canh. Dạ. Quý vị khán giả cũng lưu ý khi chúng ta chế biến món canh mít non củ năng thì phần mít non quý vị có thể sắc ra và chúng ta phải trần sơ qua nước sôi có pha một ít muối để giảm đi độ chát của mít non. Sau đó thì chúng ta sẽ vớt ra và cho vào một tô đá lạnh để giữ cho mít non có độ giòn. Chúng ta sẽ tiếp tục sơ chế đến phần tôm. Tôm thì quý vị khán giả mua về chúng ta bóc vỏ nè, bỏ phần đầu, bỏ phần đuôi đi và chúng ta cũng bỏ đi cái phần chỉ đen ở trên phần lưng tôm. Sau đó thì chúng ta sẽ đập dập hết những cái phần tôm này ra và quết cho thật nhuyễn. Sau khi đập dập phần tôm này ra thì quý vị khán giả tiếp tục là chúng ta sử dụng cái phần đầu hành trắng này, chúng ta cũng đập dập ra luôn. Sau đó chúng ta cũng băm nhỏ ra để mà mình quết chung với lại phần tôm sú này. Công đoạn này thì chắc chắn là em có thể giúp cô được rồi đúng không cô? Tuyết Vinh sẽ quết cái phần tôm này cho thật nhuyễn. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là giai đoạn này chúng ta cần phải quết tôm cho thật là nhuyễn. Đầu hành lá vào. Chúng ta sẽ nêm vào khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1/2 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon. Củ năng thì quý vị khán giả sẽ cắt mỏng ra. Lá lốt chúng ta chọn những cái lá lốt non như thế này, cũng không quá non, chúng ta không sử dụng những cái lá trên đầu nhánh. Sau đó chúng ta sẽ sắc nhuyễn cái phần lá lốt non này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta cho vào trong nồi này 1 lít nước dùng. Bây giờ thì nước dùng sôi rồi, quý vị sẽ nêm vào đây khoảng chừng 1 muỗng canh hạt nêm aji ngon. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ theo dõi, tôi sẽ tạo hình cái phần tôm này để mà cho vào canh. Để tạo hình phần tôm này cho đẹp á, thì chúng ta sử dụng 2 cái muỗng như thế này, tạo hình thành hình quả tráp sẽ làm cho những cái viên tôm nhìn rất là đẹp mắt, mà đặc biệt một điều là sẽ không làm cho dơ tay, không làm dính tay. Vậy thì đây chắc chắn là một bí quyết của cô Thảo rồi, cho nên là quý vị khán giả chúng ta đừng quên ghi vào sổ tay của mình nha. Chúng ta sẽ dùng 2 cái muỗng để tạo thành hình quả tráp cho viên tôm, là như vậy thì chúng ta đỡ mất thời gian và sẽ không sợ bị dính vào tay của mình. Quý vị khán giả cũng hết sức lưu ý là để cho cái phần tạo hình này được đẹp, những cái viên tôm có cái độ mịn và tạo hình ra đúng cái hình quả trám thì là chúng ta phải quết tôm cho thật là nhuyễn và các nguyên liệu thật là nhuyễn, thì như vậy việc tạo hình sẽ đẹp hơn. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho cái phần mít non vào. Sau khi mà chúng ta cho mít non vào rồi thì quý vị khán giả cũng cho luôn cái phần củ năng vào. Chúng ta sẽ tiếp tục cho hết cái phần lá lốt và phần ớt sừng. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng canh nước mắm vào nữa. Và bây giờ Tuyết Vinh giúp cô tắt bếp đi. Yeah. Tất cả các nguyên liệu nè, mít non,
một vài cái miếng tôm mà chúng ta đã tạo hình quả trám rất là xinh đẹp như thế này. Và chắc chắn là cũng không thể thiếu cái loại rau gia vị mà chúng ta cho vào lúc đầu, đó là cái phần lá lốt. À, cô bày thêm một vài khoanh ớt lên cho đẹp, như vậy là xong. Nhìn tô canh khói nghi ngút là em cũng cảm thấy đói bụng quá chừng luôn. Mà chắc chắn là quý vị khán giả cũng đã cảm nhận được món ăn của chúng ta hấp dẫn như thế nào đúng không cô? Cô biết rồi, không có để cho Tiếp Vinh chờ lâu đâu. Đây, em cảm ơn cô rất là nhiều. Nước canh vị rất là ngọt, mà vị ngọt đặc biệt này là từ tôm và mít non đó cô. Còn mít non nha thì chín mùi nè. Còn phần củ năng lúc nãy em cứ lo là sẽ không còn giòn, nhưng mà cô ấy nói giòn lắm và lại còn thơm mùi lá lốt nữa. Trong khi đó thì em thích nhất là xiên tôm, vị ngọt ngọt nè, cay cay, cực kỳ đặc biệt. Mà món canh này chắc chắn là mình sẽ ăn với cơm nóng là ngon nhất đúng không cô? Ừ, đúng rồi, đây là một món ăn chúng ta có thể sử dụng để mà cho bữa cơm gia đình. Và đặc biệt là lá lốt là một cái loại rau gia vị đặc trưng của miền Trung, kết hợp giữa lá lốt và mít non cùng với tôm để mà có được một món canh tuyệt vời. Hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ có thêm một món canh ngon cho gia đình. Tròn hương ấm, thấm vị ngon. Quý vị sẽ thực hiện thành công. Còn bây giờ thì cô Dự Thảo và Tuyết Vinh cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và đừng quên, chúng tôi luôn chờ đợi những ý kiến đóng góp của quý vị tại hai địa chỉ quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.